Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 14 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nên trong 3 ngày tới ở khu vực Bắc Bộ, nắng nóng vẫn tiếp tục xuất hiện trên diện rộng với mức nhiệt độ từ 34-37 độ. Riêng tại khu vực Tây Bắc có nhiều điểm nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lên từ 37-39 độ, có nơi còn trên 39 độ. Riêng đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, nên về chiều tối và đêm, ngày 14 tháng 5 sẽ có mưa dông diện rải rác. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng do nằm gần vùng biển nên nhiệt độ thấp hơn ở ngưỡng từ 32-33 độ. Đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 5. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, nên ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng. Cục bộ có nơi sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi phía Bắc. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với khu vực miền Trung, nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng, chạy dọc từ Thanh Hóa tới Phú Yên với mức nhiệt độ lên tới 35-38 độ. Giữa vùng núi có nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt, dao động nhiệt độ từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Vào khoảng trưa chiều thì độ ẩm không khí giảm thấp chỉ phổ biến từ khoảng 50-60%. Trong khi đó ở phía Nam gồm các tỉnh từ Khánh Hòa tới Bình Thuận, cường độ nắng giảm đáng kể, nhiệt độ cao nhất ngày ở trong khoảng từ 32-35 độ. Về chiều tối mai và ngày 15 tháng 5, mưa rào và dông có thể xuất hiện rải rác trên khu vực. Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tới, phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 31-34 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32-35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt lên trên 35 độ. Tuy nhiên vào khoảng chiều tối, mưa dông gia tăng trên diện rải rác và mưa tập trung nhiều các tỉnh phía Nam Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Dự báo từ sau ngày 18 tháng 5, khả năng rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với gió Tây Nam làm gia tăng mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, kèm theo nguy cơ cao có thể xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét và gió giật mạnh. Trên biển, sáng nay vùng áp thấp trên vùng biển phía đông Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến chiều nay, áp thấp nhiệt đới này tiếp tục mạnh lên thành bão có tên quốc tế là Choi Wan. Hồi 15 giờ chiều nay, vị trí tâm bão vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc, 127,3 độ Kinh Đông, cách đất liền Philippines khoảng 100 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão khoảng 65 km/h, tương đương cấp 8, giật cấp 8. Dự báo trong đêm nay và sáng mai, bão Choi Wan giữ cường độ ổn định, sau đó đổ bộ vào nhiều miền Nam Philippines và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khi di chuyển vào Biển Đông trong ngày 16 tháng 5, dự báo áp thấp chỉ còn là một vùng nhiễu động nhỏ và ít có khả năng tác động đến đất liền của nước ta. Mặc dù vậy, tàu thuyền hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông vẫn cần đề phòng với mưa lớn, gió mạnh có thể xảy ra trên khu vực. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai 14 tháng 5 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên là từ 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, giữa khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, riêng đồng bằng là từ 36, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, riêng vùng núi có nơi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, riêng vùng núi là từ 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam từ 32-35 độ. Tây Nguyên, có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bắc Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.